85% nạn nhân bị bạo hành gia đình có trình độ đại học, cao đẳng, thạc sĩ. 61% người gây ra bạo lực gia đình có trình độ tương đương. Con số được đưa ra tại triển lãm bạo lực gia đình phía sau cánh cửa, nghe thì có vẻ mâu thuẫn, khó tin, nhưng lại là thực tế đau lòng. Không ngờ là trong cuộc sống vẫn còn nhiều người phụ nữ phải chịu cái cảnh đấy sau khi kết hôn, bởi vì em nghĩ kết hôn là bến bờ của hạnh phúc, nhưng không phải như thế. Chúng ta thường có cái quan niệm rằng là cái học thức càng cao thì cái ứng xử văn hóa thì nó sẽ càng tốt, nhưng không phải như vậy. Giữa cái bằng cấp và cái ứng xử văn hóa là hai yếu tố nó khác nhau, nó không song hành với nhau. Cho dù trước đây chúng ta có thể đánh đồng là một, cái điều này nó cũng phản ánh một câu chuyện rằng là có lẽ trong một thời gian dài rồi chúng ta tập trung quá nhiều vào cái đào tạo về mặt trí thức, chứ còn những yếu tố về mặt văn hóa, ứng xử thì chúng ta quên đi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không có kịch bản chung cho tất cả các gia đình. Tuy nhiên, bạo lực gây ra bởi những người trí thức có đặc điểm chung là người gây ra bạo lực tinh vi hơn, cả trong hình thức bạo lực lẫn việc che đậy hành vi bạo lực. Mức độ và tính chất nó liên quan đến cái bạo lực về mặt tinh thần nhiều hơn, và cái hình thức cũng như là cái độ tinh vi của những hành vi bạo lực này nó che giấu khủng khiếp hơn nhiều lần so với những cái hành vi của những gia đình kiểu gia đình khác. Bởi vì sao? Bởi vì là chính vì cái vỏ bọc trí thức, chính từ những cái hiểu biết hay chính từ những cái trình độ của mình mà nó khiến cho những cái trò quái đản của những người đàn ông mà tấn công lên người phụ nữ thì nó đa dạng và nó tinh vi hơn. Với những người phụ nữ ít học hành, họ có thể sẵn sàng cãi lại chồng một trận tam bành, có thể thì thầm to nhỏ với hàng xóm láng giềng. Nhưng với phụ nữ trí thức thì họ thường không dám làm thế. Vì sĩ diện, vì xấu hổ, vì thương con. Tuy nhiên, chính những điều đó khiến cho sợi dây bạo lực ngày càng thít chặt, khiến họ không thể thoát ra.